quần áo xinh cho cô nó trai nó đưa gọi về để nó lấy về. Chơi nha, cẩn thận nó rơi xuống vực nha. Đấy, bây giờ cẩn thận. Chị Yến chơi tí. Thôi xong rồi. Hôm qua vừa lửa. Đưa vào. À. Chị. Xưa thì khác gì nhưng hiểu ra ngày xưa những cái quả cầu mới mua đẹp đẹp thì lúc nào cũng mất, mà những cái quả mà nát nát mà bẩn đều đều cũng là mất luôn. Tắt cái điện ở đằng dưới pin. Thoải mái. Cái điện này chỉ này, cái điện này là điện này ra đấu thẳng trực tiếp dây điện à, hay là đấu qua cái áp cơ? Nhưng bắn này có thể bắn này được. Wow, tất cả đang ngủ với cậu nhá. Không, mày hỏi tao thì bằng hòa tao nhổ mất các loại tóc đấy. Chỗ chị Yến thôi. Cái này Yến nó nhổ xong rồi đốt cái đầu.